Chào cô chú anh chị nha. Thì trong cái đống phụ tùng của em thì nó còn một ít cái loại dao. Dao này là không có phải sản xuất ngoài nha mọi người. Cái này là đi theo trong mấy cái thùng máy phát cỏ mới chứ không phải là nó sản xuất riêng ngoài. Đi theo máy phát cỏ 305 x 90 x 1 là 1.6. Độ dày là 1.6, 1.6. Ba tấc lưỡi này dài 3 tấc, 305. Này 1, 2, 3. Loại màu xanh này là 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái mọi người. Còn 2 cái. 12 cái này em tính cho ngàn một cái nha, bán hết nha, giá em bán hết nha, có 12 cái thôi, 10 ngàn một cái. Có 12 cái nha mọi người, loại này 12 cái. Còn cái loại đen này, cái loại này thì nó có trong bọc nhưng mà nó không có cái bọc giấy. Này 1 cái, này 12 cái nha, này 2 cái, này lượng mới hết nha. Này nó đi theo máy lưỡi 305 hết. 3 cái 4 cái, này lưỡi vuông, còn này lưỡi xíu xíu. 5 cái 5 6 7 8 9 10 11 12 cái. Rồi hết 12 cái, cái này 12 cái luôn. Cái này cũng 12 cái luôn. Tính chung giá đi, 10.000 một cái nha mọi người. Bán xả thôi. 10.000 một cái nha. Loại này 12 cái, loại này cũng 12 cái. Anh em là làm. Nếu mà lấy thì lấy hết nha. Ví dụ như đen này lấy hết. Chờ cậu tí. Loại đen này là lấy hết nha, 12 cái, hoặc là cái loại xanh này lấy hết 12 cái.